Yeah, ok, hi, chào mấy mẹ và chào mừng mấy mẹ đã quay trở lại với channel của mình. Và như mọi người thấy, như các mẹ thấy thì hôm nay mình sẽ làm cái series mới. Đó chính là Minecraft Naruto hay là Naruto. Thì ok, đó là cái series One Piece mình sắp kết thúc. Nên là mình đang tìm cái mốt mới và mình sẽ gọi là cái thử nghiệm cái mốt Naruto này. Thì ok, mình sẽ cái này là giống là một quyển sách đúng không? Lúc mới vào thì mình sẽ có cái quyển sách nó hướng dẫn mình chế đồ bla 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 đúng không? Cái này elevator này, các thứ, cái này cái gì đấy, what the fuck, đèn điện à hay là cái gì đó. Nói chung là mình cái này nó thật là mình cũng chưa biết nó là gì đâu. Có ổi, có radio này, pen mixer rồi các thứ, rồi nói chung là có rất là nhiều. Đây có cả bẫy luôn này, đó này, cái này có cả mình sẽ không xem video cái này. Hình như là nó có hướng dẫn hay cái gì đó. Nói chung là mình sẽ đọc và sẽ tìm hiểu những cái này xem nó để làm cái gì nhá. Thì rồi, trong tập đầu tiên này thì nói chung là cái Naruto này thì có một số cái mà chúng ta mình sẽ không vứt cái này đi đâu. Có một số cái mà mình sẽ cần phải tìm hiểu, đó chính là đầu tiên là về những cái block bên trong. Những cái block thì mình nghĩ là cũng sẽ có một số cái bộ quần áo này. Mình nghĩ là đầu tiên mình sẽ cần phải làm một bộ quần áo cho mình. Mấy cái tủ quần, mấy cái tủ này chắc là về sau, nếu như mà nó không có tác dụng gì nhiều ngoài việc trang trí, thì mình sẽ bỏ bớt mấy cái mốt đấy ra cho nó đỡ nặng. Tại vì nó cũng không liên quan gì đến One Piece cho lắm. À đâu, Naruto cho lắm. Ok, mình đang cần tìm bộ quần áo. Trong này có khá là nhiều bộ quần áo cho anh em. Xong rồi có cả mấy cái gì đây, what the fuck, mấy cái đầu à? Mấy cái đầu, đầu lâu đấy. Đúng rồi, càng về sau thì nó sẽ càng nhiều đồ hơn. Oh wow, Sharingan này. À đây, Chidori, đây là Sharingan này. Đấy, trưởng thật, à đây, đấy, chúng ta cần có một bộ quần áo của Naruto. Và chúng ta cần một cái này. Cái block này thì chúng ta cần là màu xanh của lá cây. Và một cái len để mới nhuộm được nó. Màu xanh của lá cây, chúng ta cần có xương con mẹ nó rồng. Và sau đó nung lên. Và chúng ta cần có orange. À, tức là nói chung là chế tạo mấy cái này thì cũng khá là dễ. What the fuck, cái này màu cam rồi mà. Ấy, like, wow, đủ, là cái quần của ninja mình lại like, phải cần nói chung là chúng ta cần khá là nhiều màu. Và quanh đây thì mình sẽ lấy trước mấy cái xương rồng này nhá. Trước khi lấy xương rồng thì mình sẽ thử test qua đã. Hình như là cái này chúng ta sẽ ấn cái phím gì nhỉ? What the hell? Chakra, à mình đang búp chakra này. No, mình không cần búp. À đây là bản đồ này, chúng ta có một cái bản đồ. Bản đồ trong người góc kia, ok. Ấn nút B như là chúng ta sẽ bắt đầu là đi ở trên nước. Còn cái này là cái gì? À đây là cài đặt minimap thôi, cũng không có gì cả. Mình sẽ tìm cái nút nào nó có update này. Cái nút mà ấn là để nó ra cái skin đâu nhỉ? Nó là nút nào nhỉ? Mình tự nhiên quên mất rồi. What? Cái gì đây? Naruto menu chakra gui. Nói chung là mình cái này về cái mod Naruto thì mình cũng chưa biết nhiều đâu nha. Nên là nếu có anh em nào mà biết rõ về nó thì có thể chỉ cho mình xem là, nói chung là chơi cái mod này như nào. À đây rồi, nút H nhỉ? Đấy, nút G là sẽ ra mấy cái skill của nó. Jutsu skill tree. Cái này là cái gì? Combo C cộng V. Ấn 2 lần C cộng V. Còn chạy nhanh, cái này là turn your chakra to fire and. Mình sẽ thử đầu tiên là C này. C cộng, à đây là bản đồ ở đâu nữa. C cộng V hay là ấn 2 lần nhỉ? Alo. Uầy, cái gì kìa? Thuật phân thân à? Phân thân chi thuật à? Uầy, phê lòi. Ôi, hình như chúng ta có phân thân chi thuật anh em ạ. C cộng V là phân thân chi thuật. Mình sẽ thử lại nhá. Mình đây đúng không? Đâu nhỉ? C cộng V hình như là chạy nhanh hay là gì à? Mình vừa ấn 2 lần C cộng V xong. Đâu, ấn xịt rồi. Ô, what the fuck. À đúng rồi, như kiểu dịch chuyển tức thời đấy. Mình đang hình như đây là đúng là phân thân chi thuật rồi anh em ạ. Wow, quá đỉnh luôn.
quá quá pro đấy. Mình sẽ thử lại lần nữa. CV. Đó. Đó đó đó, xong lại một dao một thằng Pop nữa. Chạy trông như CIA ấy. Rồi. Khá là hay. Mà thôi, trước tiên là trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ làm một số cái đơn giản trước. Mình sẽ làm một bộ quần áo của Naruto đi. Không hiểu sao lại cài cái này vào khá là khó di chuyển anh em ạ. Cài vào nó thật là cũng hơi khó di chuyển một chút. Chắc là mình sẽ bỏ cái mốt này ra mất. Tại vì nhìn nó cũng hơi sida. Cộng với nữa là khi mà mình di chuyển chuột thì nó cứ lắc lắc kiểu gì ấy. Đó, muốn làm được bộ quần áo của Naruto cũng khá là mệt. Và không sao, mình sẽ làm đi. Mình sẽ làm bộ quần áo của Naruto để mặc vào trông cho nó chất chơi. Chúng ta cần có len đúng không? Bây giờ, có cái cây mới kìa. Đủ lắc 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 lắc. Đó, chúng ta có một cái cây mới đây. Mà mình không biết là cái cây đấy sẽ làm cái what the fuck gì đây. Nói chung là cũng khá là phê đấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm những cái bước đầu tiên trong cái chuyến survival của mình. Đó chính là đi chặt cây, đấm cây bằng tay chứ quên. Đáng nhẽ ra mình phải vận chắc ra xong rồi kiểu bắn biết bắn skin đúng không? Nhưng mà vấn đề là không biết cái này là bắn được skin hay không. Bị chịu luôn. Rồi công việc khá là mệt mỏi, khá là thốn. Mình sẽ chuyển hết về, xong rồi làm cái bàn chế tạo. Rồi ok. Rồi sau đó làm cái phải làm cái rìu để chúng ta tăng năng suất chặt cây. À quên, mình cần một cái rìu và cả một cái cuốc luôn. Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ cần chặt rất nhiều cây. Thì sẽ chặt thêm một ít cây nữa. Đồ dùng rìu đập hình như nó còn chậm hơn hay sao ấy. Bá đạo thật. Giống như là ninja thì họ không quen dùng rìu mà họ quen dùng tay hơn để biến các thứ ấy. À có kiều kìa, có kiều kìa. Tuyệt vời. Thông đít luôn. À không, quên, ý mình là ra giết luôn để lấy lông. Đó, có kiều anh em ơi. Có kiều kìa anh em ơi. À đồ con kiều này nó làm gì đấy? Nấp dưới bóng râm à? Hình như chỉ có mỗi một con thôi sao nhỉ? Mình có nên đi lấy thêm con khác không? Quanh đây lại không có. Thôi không sao. Mình sẽ ấy sao? Chúng ta có rất là nhiều thời gian. Đây mới chỉ là tập 1 thôi. Cứ thoải con mẹ nó mái đi. Rồi và trời nó cũng sắp tối rồi nên mình là phải đi thịt mấy em kiều này. Rất xin lỗi mấy bé. Đứng lại nào. Ok, một bé nữa thôi. Nhưng mà sao không hiểu sao mình chặt cái này lại không ra thịt nhỉ? What the hell? Nhanh nào không, trời sẽ tối là có rất nhiều nguy hiểm xung quanh đây. Tốt nhất mình nên giết. Rồi đứng lại. Mình sẽ sinh sống quanh khu vực bờ biển này luôn. Nhưng mà mình đang nghĩ là ta chơi cái mốt này không biết là mình có nên xây nhà không nhỉ? Tại vì mốt này chúng ta sẽ survival khá là kinh. Hình như có một cái ngôi làng này kia. Ngon, chúng ta sẽ ra đấy thôi. Trước buổi đêm nay. Mà không biết bây giờ mình đang chơi ở chế độ gì nữa. Mình cần phải kiểm tra lại một chút. Normal, ok. Mình đang chơi ở chế độ bình thường. Không sao, chúng ta sẽ về thôi. Mình sẽ tiến vào ngôi làng kia. Đồ. Uầy. Có cả ninja luôn anh em ơi. Uầy vãi trưởng, cho em xin lỗi. Có cả ninja luôn kìa. Đáng sợ vồn. Vãi trưởng thật. Uầy buổi đêm nó có cả ninja. Mình không ngờ luôn đấy. Nhanh không là bị thông đít bây giờ. Đi. Cái cửa. À đây. Đáng lòng. Đã thế rồi lại còn có cả mấy cái thằng kia đấy chứ. May vồn. Uầy. Có cả ninja luôn. Vãi trưởng thật, nó bắn mình phát. Bắn phát vếu. À bắn đâu, bắn phát rốn.
may ấy, không bắn vào vếu, không là nổ silicon của mình ấy. May mà nó bắn vào vếu thôi, bắn vào vếu bình thường chuyện nhỏ, mũi đốt à đâu, bắn vào rốn chứ quên, bắn vào rốn thì là bình thường, ở đâu bắn vào vếu thì nổ silicon chết dở. Rồi mình sẽ làm một cái giường chiếu đi, mình sẽ làm một cái giường chiếu để ngủ. Ok, nhưng chỗ này có vẻ hơi bé nhỉ, một cái giường này không thể là đủ cho cả hai được, nên là thằng kia mày cút ra. Bây giờ mình ra ngoài rất nguy hiểm, có zumba ở ngoài đấy, lại còn ở đây đây có vãi trưởng, cái gì đây, thanh niên đeo mặt nạ à? Đồ ờ, cái này zoom vào cái gì nhỉ, cái này hình như không zoom được, nhưng mà what ghê vôn, may quá mình đã trốn được vào trong cái nhà này cùng với thanh niên mũi to. Mình sẽ đặt cái giường ở đây đi. Rồi ok, đi ngủ. Không ngủ được vì bên ngoài nó có ấy chứ, có nguy hiểm đáng lòng. Bây giờ mình sẽ mở cửa xong rồi đạp thằng này ra ngoài nhá. Mình sẽ đạp nó ra ngoài cho nó chết, chết thay mình. Mình sẽ sống sót và cái thằng dân làng này nó sẽ là vật thế thân của mình. Rồi mở cửa. Cút. Té. Rồi ok, đó mình sẽ cho nó ra làm vật thế thân. What the fuck, tại sao mấy thằng này không đuổi theo thằng đấy nhỉ? Ghê thật. Mình đang chẳng nhẽ mình phải cắm cọc ở đây đến tận thời trời sáng cả. Ui mà không chỉ có một thằng luôn ạ. Có tận hai thằng. Đù, thằng nào kia? What the fuck? Tận hai thằng luôn. Thanh niên kia đứng ở trong nhà như kiểu là đang trêu người không? Tao đứng ở trong này mày làm gì? Tao có giỏi vào đây không? Tao thách mày đứng im ở đấy để cho tao nhìn. kiểu thế. Không ngủ được, đáng lòng. Trời ạ, à, mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ làm gì trong một đêm dài lạnh lẽo này? Chẳng nhẽ cứ đứng chờ chúng nó, nhìn chúng nó quay cuồng trong cơn say như này à? Mà mình bây giờ ra ngoài thì mình chết, tại vì mình không có thức ăn, mình hết thực là mình sẽ quẳng. Hay thôi mình sẽ cắm cọc ở đây chờ đến sáng ngày hôm sau vậy. Uầy, đông vồn, không chỉ có hai thằng ạ, bốn thằng luôn. Wow. Uầy. Xong đây gọi là hai anh em sinh đôi cùng cha khác nội, một thằng mặt đỏ và một thằng mặt xanh. Uầy đông thế nhỉ. Uầy. Uầy đông vồn. Uầy chúng nó kéo đâu đến đông thế? Uầy. Uầy. Uầy nguy hiểm. Kinh thật, đây gọi là cảnh tượng kinh hoàng luôn ấy, giống như cả chen đi mua đồ giảm giá. Y hệt cái vụ đi mua đồ giảm giá luôn, mấy bố chen nhau vào. Còn đâu thằng kia đứng ở trong nhà rất an toàn, bảo ta đéo sợ chúng mày. Dù chúng mày đông đến mấy nhưng cũng không vào được nhà đâu. Woo! Wow, giật cả mình. Tự nhiên thằng kia, thôi mình sẽ AFK cắm ở đây đến khi chờ đến khi trời sáng đi. Ok, và trời đã sáng rồi, bây giờ nên ra ngoài không đây? Ghê vồn, nhớ đâu ra ngoài chúng nó. Wow, một đống đồ luôn ạ. Wow. Hít. Mấy cái này đập có được ra được không? Ô, cái này đập ra được này. À không đập ra được. Ôi, có mấy cái màu của nó này. Wow. Em xin lỗi. Mình nghĩ mình nên chưa nên ra ngoài vào giờ này. Chúng ta vẫn nên đóng cửa vào cho nó riêng tư và kín đáo. Mình nhận được cái gì đây? Ít nhặt được mấy cái can này, mình nghĩ là mình sẽ có đủ đồ để làm quần áo rồi. Nhưng mà mấy cái can này để làm gì nhỉ? What the hell? Mấy cái này có phải không phải là để làm cái này? Mấy cái can này để làm gì nhỉ? Mũ này, mấy cái này là cần làm mũ rồi hay là để làm mấy cái kiếm này? Cũng không phải. Mình sẽ phải xem là mấy cái can này sẽ làm cái gì. Mình cũng chả biết ấn vào đâu để nó hiện ra cái bộ ấy nữa. Oh, trời, có khá là nhiều đồ. Không biết mình cái Sharingan có tạo được ra không. Thế còn mấy cái này Spawn Ninja cũng không. Ôi, cái này đẹp này. Wow. À đây như kiểu là cái phong ấn hay là cái gì đó. Bức thư à? Bức thư tình đầu tiên. Mình sẽ phải lục lọi hết cái đống này. Mấy cái đống quần áo này thì chắc là chỉ cần màu thôi. Đây là mấy cái con thuyền của chúng ta, mà mấy cái con thuyền ở trong mốt là One Piece mình đã dùng. Và thực ra là mình lấy mốt này ở từ cái của Naruto sang, nó khá là hay. Đó, đây là cách tạo ra mấy con thuyền này, cũng dễ thôi. 3
ba len, hai cái stick và ba con thuyền thì được một cái punch, một cái thuyền nhỏ, và ba cái punch được một cái thuyền lớn đó. Và ba cái thuyền lớn đấy thì kết hợp vào sẽ được một cái thuyền lớn hơn nữa. Ô, mấy cái quần áo này không tạo được ra này. Mấy cái quần áo này nói chung là chúng ta chỉ cần thuốc nhuộm các thứ thôi, không cần nhiều. Nhưng mà mấy cái kia thì mình để làm cái gì nhỉ? À đây, mấy cái này này, mấy cái can này để làm gì vậy? Trời ạ. Ồ, có cái gậy. What the fuck, có gậy trong đít luôn. Cái này thức ăn cũng không có gì hay ạ. Ôi, cái gì đây? À, phi tiêu à? Ui, ghê bồn. Hay đấy, cái này là cái gì? Ground. Đồng hồ cát. Chắc vậy. Rồi, cái này cũng hay này. Kiếm này. Đây là phong ấn này. Mấy cái này là mấy cái phong ấn. Mấy cái này không biết là chúng ta sẽ kiểu nó ở đâu đây. Mình không biết là có cái gì tạo được ra từ mấy cái can này không, hay là chúng ta thì cầm cho nó vui thôi. Hay là đổi đồ với dân làng nhỉ? À ừ, hợp lý. Hình như mấy cái can này có thể đổi đồ được với dân làng. Mình bây giờ sẽ đi tìm dân làng. Biết đâu mấy anh ý sẽ có. Ủa, em xin lỗi. Mở nhầm, sao chúng nó đông thế nhỉ? Ôi chết rồi, thằng dân làng bị hiếp dâm chết rồi. Thằng lòng. Wow, bây giờ mình ra ngoài là à, đâu bây giờ chúng nó đến. À không, hình như không phải chúng nó đến hiếp mình đâu. Chúng nó đi ra chỗ khác hay sao ấy. Nguy hiểm vô, thôi chạy ra ngoài. Mình sẽ chạy ra ngoài đi. Mặc dù bây giờ mình đang không có gì trong người cả. Mình đang kiểu trần truồng luôn. Nhưng mấy cái can này mình sẽ lấy nó đi. Khổ thân thằng dân làng bị chúng nó đánh hiếp dâm tập thể xong. Bây giờ anh ấy đã bị gọi là chết rồi. Hình như quanh đây không có thằng dân làng nào khác hay sao ấy. Ok, tạm thời mình sẽ trưng dụng cái đống này. Wow, mấy anh đẹp trai, mấy anh ấy lên đây rồi. Nguy hiểm vồn. Mình phải lấy cái này nhanh nhanh một chút rồi anh em rút thôi. Té té té. Nguy hiểm. Đâu dân làng đâu rồi? Hy vọng là còn mấy anh dân làng ở đây. What the fuck, tại sao zombie lại ở trong đấy vậy? À zombie chứ, nhầm. Đấy, đọc nhầm thành zombie, các bạn lại cười cho thối mũi. Thôi cái làng này bây giờ hết giá trị sử dụng rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ khác thôi. Đấy, có rất là nhiều thịt zombie luôn, mình thịt zombie chứ, sao mình cứ đọc là zombie thế nhỉ? Quê vồn. Rồi, ăn bá đạo luôn. Rồi mình sẽ sau vụ này mình sẽ đứng lại solo chúng nó, mình có skill cơ mà. Đâu rồi, mấy... À thôi chúng nó có kiếm đấy. Đùa được. Mình không có gì trong người cả ngoài một cái tấm thân nhỏ bé này và một cái mông thôi. Ngoài tấm thân nhỏ bé và cái mông ra thì mình không còn cái gì khác. Nên là tốt nhất là mình nên té cho nó lành. Bảo vệ cái mông trước. Bờ mông là cái mông là tất cả mà. Đây rồi, một bé cừu nữa. Mình sẽ thịt nó vì chúng ta sẽ cần đồ để làm quần áo. Mình không thể cởi chuồng được. Rồi, con hiếm cái đâu rồi? Tại sao không thấy chúng nó đâu vậy? Ok. Chắc là ở tập sau thì mình sẽ bắt đầu làm nhà. Còn ở tập này thì mình cứ đi quẩy chó lung tung đã. Cứ đi xàm xí trước đã, tội gì. Ôi, quanh đây rất là nhiều cừu luôn đấy. Đây rồi, đứng lại nào. Oh, holy shit. Cái chỗ kia vẫn còn chưa loát xong chứ. Mình cần phải để ý xung quanh đây, biết đâu thằng kia nó sẽ lại xuất hiện bất ngờ và anh úp mình từ đằng sau thì chết. Gọi là cái tấm mông mình giữ bao nhiêu năm nay sẽ bị hỏng, sẽ bị mất trong vòng tích tắc thì đáng lòng. Chắc là mình sẽ sử dụng nốt đi. Mình sẽ xem có những skill gì mình sẽ dùng nốt cho anh em xem. CVC à? Rồi, CVC đây. CVC. What? CVC. Đâu sao không sử dụng được? À đấy. Ô, bay lên cây luôn ạ. Quá phê. Vãi trưởng và skin bay lên cây. Ghê thật. Mà mình nghe dân đồn hình như là trong cái này có cả Sakura đó. Tức là cái hoa anh đào ấy. Đây này. Chúng ta có cả gỗ của hoa anh đào nữa. Wow, rất là đẹp luôn đấy. Cây nhưng mà mình hiện tại vẫn chưa tìm thấy cây hoa anh đào được. Nếu mà có được chúng ta sẽ xây một ngôi nhà màu hồng. Đó, một ngôi nhà màu hường.
và sống hạnh phúc với nhau cả đời. Mình sẽ sống hạnh phúc với mình sẽ sống hạnh phúc với mình thôi, mình sẽ không sống hạnh phúc với ai hết. Có mấy con gà. Đúng rồi, chúng ta đang cần thịt. Lù gà chạy nhanh vậy, đâu rồi? Tự nhiên là cái mốt Naruto này nó cái mốt thì bảo là nó hơi khó điều khiển một chút, làm mình từ đây đánh con gà mãi không trúng. Đúng rồi, cái này nó di chuyển hơi nhanh hơn nè. Đây là mấy cái con gà, đây là đánh với con gà rất là khó. Trời ạ, đứng lại nào. Trời ơi, con gà rồi, vãi được trường. Đứng lại một hit thôi. Đó rồi, what the fuck, đứng lại nào gà, gà ơi. Trời ơi, gà, what, đứng lại. Mấy con gà đi, rồi mấy con đi nhà. Rồi mấy con đi nhà rồi. Con thấy nhau. Rồi, ơi, xịt kìa, trời ơi gà. Đứng lại một, chỉ một hit thôi. Đó là con gà rồi. Mình còn chưa giết được nó này. Đây. Quay, đứng lại nào. Đứng lại nào. Đâu rồi, what the fuck, con gà rồi. Đây. Ui, hai con luôn. Chết đi. What the fuck, mình không đánh được nó này. Rồi, mấy con gà này khốn nạn. Mày sẽ chết ngay. Dám đùa giỡn mình à? Chết đi. Rồi, ok. Rồi, lấy được hai miếng thịt gà sau rất nhiều cố sự gọi là nỗ lực và cố gắng. Rồi thì tạm thời tập này mình sẽ xin kết thúc đây. Và nếu như anh em thích series này ấy, và muốn mình làm tiếp các tập tiếp theo thì hãy like và chia sẻ video của mình nhá. Cả subscribe channel của mình nữa. Còn bây giờ thì bye bye.